Phật trời thương mấy người hiền, phủ che khỏi hết lụy liên tai nạn. Làm ác tánh mạng đâu còn, kiêu ngạo tu niệm như lại còn máu tiêu. Bấy lâu trời Phật chắc chiêu, dưỡng nuôi nào có sự tiêu ấy làm gì. Nuôi kẻ hung ác vô nghi, cao đầu lớn dốc đến thì cọp ăn. Tú nhân thời đặng nghi ở ngoài, Phật trời báo dưỡng nghi nào hề mang ta. Trước sau nói chẳng bài, sợ dân náo động dấu hoài không cho. Binh dần tai nạn rất to, nói cho trần thế mà lo tu trì. Cầu nguyện bái Phật ly bì, Quan Âm Bồ Tát nghe cứu ơi thì khỏi lo. Phật biểu truyền dạy mấy lần, coi đâu bỏ đó mang tay liền liền. Mang tay bái tánh lại phiền, mới tu mà muốn thành tiên tức thời. Tu như thuyền nó chạy khơi, có đạo tu niệm hết thời lại thôi. Dương trần ơi bạc như vôi, khi về thần thánh nghĩ thôi đau lòng. Cho nên mắt phải trong dòng, nói ra thì lại mất lòng chị anh. Bạc đầu phải sợ tóc xanh, liền quanh vàng như quất như cũng đưa tranh giành. Thương thay Trung Quốc chẳng lành, bị phù tán nhiều cách khổ hành Lê Dân. Nhưng mà trời chưa định phân, cho nên Trung Quốc loài cầu các nơi. Dầu cho giặc giả tới bời, kể sao cho tay trời dân nhối. Hảo hôm nay đã rồi, minh hoàng cầu Phật nghi lập đời thượng nghi quân. Tu hành nhân đức nghi thì hơn, thái hồn đổi xác nhẫn cứu trùng. hết tụng rồi lại đến tiên, giữ lời Phật dài mới lành. Tu thời như ngọc báo lành, ác nhớ thời lại thác còn tuổi xanh. Ác thú lớp giật lớp dành, lớp lòi lớp kéo tan tành loài gian. Ngồi trên mây bạc nào ăn, thấy kẻ vô nghĩa có toan cứu dùng. Tu nhân thời đặng thung dung, giữa cùng tiên Phật vô cùng hiển vinh. Lão sao kẻ khóc người than, cộng lưng mà chạy biết phương thế nào. Giặc thời dây phố khắp bao, đối nhìn lửa cháy lao sao khắp rừng. Dưới sông thời nước lại dưng, khỏi lửa thời nước khó mà lánh thân. Hổ lang á thú thời đông, trốn đầu cho khỏi gói mong thoát nàng. Phật tiên còn hỡi luận bàn, công đồng hỏi nghị tôn hoàng đế dương. Đinh Mạo Thánh Chúa nói ngồi, thành tỷ ngài ngồi ngái gì chưa ăn. Canh ngủ mới ngự chánh đàn, nói cho ba tánh liệu toan tu hành. Phật tiên còn hỏi sầu bi, huống chi trần thế vậy mà sao an. 5 năm 6 tháng cơ hàng, quỷ dương gây loạn nào an thế trần. Chỗ nào nói cũng muốn dành, cảm thương như tặng quất như 10 phần như còn như 2. Tây phiên cuốn gió chạy dài, tiền dương nó tính ngày nay mai cùng đầu. Các nước như chư quốc như chư hầu, đều đi công lễ hàng đầu thánh dương. Đại Nam xưng hiểu tiền đường, nói đời nhà hơn 4 phương phục tùng. Nam trào Chúa ơi thánh quân trung, muôn năm bình trị muôn dân an nhàn. Quý dậu có Phật ta bà, giảng dân thiên hạ nhà nhà ấm no. Huệ lưu hết giải cần nghề loi, lưu truyền một bộ rao cho dân tường. Phật trời thương hết trung mương, thiện nam tín nữ không thương Phật trời. Mấy điều căn dặn hết lời, tu cầu khói hại như đời thường như lai. Huệ lưu ý tứ nào sai, đặng cho ba tánh gái trai tu trì. Cũng đừng thấy vậy mà khi nói cho tiếng khổ thì thân tôi. Thương dân nói đã hết lời, tôi nái thế gì thay lời Thích Ca. Rao truyền cho đủ gần xa, thế lời cho Phật dám màng dối đâu. Chừng ngày nào núi cấm quá lầu, thời là bá tánh đâu đâu thấy bình. Thương thay trần hại hết tình, sấm trời sao lại thình lình nổi ra. Chừng ấy mới thấy quỷ mang, ai làm ai giữ ai là Phật nghe tiếng. Chừng ngày nào tiếng sấm nổ ra, thời là làm dữ kẻ tiêu ai người còn. Nói ra nghĩ lại hiếu im vốn, là lành còn dữ mất khác dài với nhau. Khó nghèo cũng thấy như giàu, sang giàu thì lại đói đau hơn nghèo. Nam mô vô ngại đại bi tâm, Đà La Ni A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ 5, tiếp theo đến cuốn thứ 6. Nam mô A Di Đà Phật. Thương thay trần hạ đời này, nói cho bài niệm đắng màng dài quay. Niệm Phật như thể trồng cây, dùng vật tưới nước thì cây đâm chồi. Ai mà niệm Phật thả trôi, cùng như cây bén mà mình nhổ lên. Lạp giường muốn lạp cho nên đánh nhiều cây nhánh dựng bền dài lâu. Ở đời ít như kẻ lo, niệm Phật ít tiếng câu mau ai nhiều lời. Mạng lo tranh đấu sớm như trưa, tùng kinh niệm Phật càng ngày càng tiêu. Hạ quân gian ác rất nhiều, thiên đình ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh dương không xiết hỡi ôi, lo mưu định kế cứu dài hại quân. Liền qua tay dứt linh sơn, cầu Phật dạy cứu cõi trần hạ quân. Chư Phật đến như trước đơn nghi trì, tâu cùng ngọc đế chới hàng chúng sanh. Để cho Phật dạy làm lành, chừng nào chánh đẳng sẽ hành bình căn. Thiên đình thôi mới phán rằng, ta muốn hủy hết vàng dân đời này. Dương trần hôn mát lắm mơ thay, nhân sao Bồ Tát xin dài làm chi. Chư Phật mới tối một khi, chúng sanh dài lắm nhiều khi ơi lỗi lầm. Minh dương lụy nhỏ rồng rồng, thương đời không như Chúa ơi lỗi lầm đây. Mới qua cầu linh thích ca, tâu cùng ngọc đế thứ tha dân nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, chư thần vào tấu thiên cung cho tường. Minh dương cậy khắp bốn phương, dạy bào xuống cõi trung mương tu trì. Cuối xin ngọc đề xét suy, dương trần nhiều kẻ dạy ngọc hoàng phát rõ nguồn cơ. Minh dương vốn thiệt là vua nhân từ, thôi thôi tha thứ trần gian, vì lòng Bồ Tát với chàng minh. Chư Phật về cõi Tây phương, nói cho Minh Đế tỏ tường trước sau. Minh dương như hết như khúc như hoàng đao, kể tiếng như cùng Phật nghe mau đi giải trần. Phật tiên thôi mới đổi phiên, xuống ngài trần thế giả người bằng nhân. Giả điên rồi lại giả khùng, cơ hàng rách rưới rớt nên thảm sầu. Lắc lẻo nào có ở đâu, mặt tình trần hạ nào đâu em tình. Thế gian nhiều kẻ chê cười, chê rồi lại mến, cười rồi lại ương. Bây giờ chẳng khác như xưa, có ông tiểu lão ngăn ngừa để dương. Có tiểu thì biết ngõ đường, không tiểu thì mắt nghe tai ương hoài hoài. Đến đâu thiên hạ an bài, hết tai hết quà hết loài tài tinh. Hết đau hết nhức nghe trong mình, cho nên ba tánh theo rài tiểu đi. Có người niệm Phật từ bi, tiều có biết gì thiết tướng hô bình. Niệm Phật trừ chẳng đặng tin, lại mắng lại nhiếc lại lá ôm sờm. Thời là chứng bệnh phải mòn, thuốc kia đôi muộn uống tiêu bệnh ấy lành. Ác nhân khác như thế ơi chỉ mạnh, cầu trời khất Phật có ai làm chi đâu. Phật cứu chẳng đặng khó âu, tại mình bạc ác chịu sầu lao đau. Phật thương trần hạ xiết bao, cứ lo khuyên bảo sao dân bản tình. Hễ lại niệm Phật tụng kinh, Quan Âm đạo sĩ chứng minh cho mình. Khỏi xa vào chốn Diêm Đình, ta bà non núi màu linh thế trần. Núi non ngàn dặm cùng gần, dầu đi biển bạc non tầng sái bao. Tu niệm thì đặng thấy bình, đi đâu cũng có thần linh hộ ai mình. Khuyên hết lớn nhỏ ai ai, giữ theo lời dạy nay mai cõi đời. Cũng đừng nghe bé nàng chống trời, xa vào chiến trận uổng đời bơ vơ. Xem đi xét lại mấy lần, từ tí đến mèo không bình không mang. Từ mèo đến ngọ đã đoan, mùi thân thiên hạ mới ăn cửa nhà. Quy dầu có Phật ta bàn, thái bình ba tánh nhà nhà ấm non. Phật tiên hết già cần lo, dài khuyên già trẻ cứ lo tu trì. Rủ nhau niệm Phật từ bi, cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền. Thì là trần hạ khỏi nàng, cảm thương sư dạy nay mai đi hoài. Đi cho đến nỗi đến đâu dài đó chẳng này lao thân. Người đã hết già cần, già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ. Nghe qua rồi lại làm ơi, ngày sao chẳng khác chỉ tới rối cuồng. Làm sao mà gửi cho xuông, kệ ông sư dạy gỡ cuồng mới cho. Tu hành thời phải cần lo, ơn cha nghĩa mẹ phải toan lo đền. Ơn thầy nghĩa ta đừng quên, sự cho tròn nghĩa mới nên còn. Vô tình nhiều đứa chê cười, thấy ai tu niệm kiếm lời biếm chê. Đứa ngang nói lại cười rè, thầy mày sao lại đặng về coi tiếng. Lúng lăng xem thấy mà phiền, nói có tiền nó chẳng kể ai. É cho những cuộc đất cày, mạnh ai nấy đạp nói cho mà phòng. Nghèo nàng tu niệm nhất tâm, cùng như có ngọc ngàn cân trong nhà. Cứ lo niệm Phật Di Đà, khỏi tai khỏi quả khỏi lòi yêu ma. Nói cho nam nữ ơi, trẻ già sang giàu tích nát Phật nào cứu cho. Đừng thấy tôi niệm chê cười, chê cười nào có ấm no bao giờ. É cho như thể rối tơ, không ai cứu đặng nghe bơ vơ kiểu trời. Ngồi buồn giải muộn giáo đời, giờ ngàn quốc nghe tới thời tôi thanh nhàn. Cầu cho minh đế đặng an, đặng tôi trở lại lãnh trang với thầy. Kiểu mà thương do nhớ mấy, thầy trò ai ngã lòng đây quá buồn. Nào khi nắng bụi bay tuôn, một thầy ba tớ chẳng buồn lại vui. Bây giờ cách trở xa xôi, là đời ly loạn nên tôi xa thầy. Đời kia ai nở đứt dây, ba tôi thời cũng theo thầy không buông. Tuy là cách trở xa phương, lâu ngày thời lại nhớ thương trong lòng. Bây giờ còn hỡi lòng đông, chê cười mặt thế coi lòng nào xa. Giữ lòng hiếu nghĩa cả hai, đạo nào thời cũng giảng lai mới màu. Bền lòng gắn giữ hồi lâu, quân sư phụ tử nào đâu sai lầm. Ơn thầy ghi để ơi vào lòng, thầy trò là nghĩa ngàn năm đã vàng. Dân tiên còn bị hàm quan, huống chi sĩ tử khỏi mang tiếng. Địch thanh trước bị gian thần, ngày sau cũng đằng như cát lân giữa kề. Thôi thôi đừng nói ổ quen, dài quay khắp hết các bề quận châu. Nam Mô Di Lạc Phật Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ 6, tiếp theo đến cuốn thứ 7. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn nhớ lại ngồi buồn mấy lời Phật nghi biểu đôi chương ghi vào. Thương thái trần hạ xiết nghi bao, cứ đem chuyện giữ chất nghi cao như thành. Lương thần biên chép đành rằng tội dữ trong tội ai xin đặng ai nào. Nhiều người thật rất hùng hào, chẳng kể đầu bạc như tôi cao chút nào. Am dân thì lại ít giàu, cho nên mắc phải lao đao nhiều bề. Thấy ai tu niệm cười chê, thầy hãy dạy giỏi khỏi bề gian. Ngạc đời nói việc dị đoan, rủ nhau dùng miệng ngứa ngang chê cười. Cười một mà khóc tới 10, sao không suy xét vui chi bớ người. Tôi nói chứng có đất trời, ngáo cười đỏ cửa thứ 10 dân ơi. Ngưỡng than chẳng có thấu trời, xa vào hắn an biết ngày nào ra. Xưa kia cha mẹ ông bà ở cõi trần hạ hay là ở đâu, thuở xưa 60 bản đầu, đời nay 30 tóc râu bạc. Có anh nghi lại ở hạnh kiêu, nói mình bá hội khi chê kẻ nghèo. Sang giàu như bọt như bèo, nghèo mà tu niệm như kèo lòng như xưa. Dẫu cho sớm nắng tối mưa, cũng là khó thấm nước vô tới kèo. Lung lăng khác như thế như bèo, nãy rồi mai dình treo leo bến bờ. Tu hành như nào có bơ dân, cùng như tầm nhộng có tơ bao ngoài. Ở trong như thế lầu đài, khỏi lo khỏi sợ chi loài trong gai. Ác nhân mắt nghi quả mắt nghi tai, nói cho hung ác luận nghi bàn cười chê. Người làm gì khác như thế quý mai, lụng lặng khác thế vậy ấy mai dài bông lá tốt tươi, mai non khô héo tiêu mòn lá bông. Còn đâu mà đợi mà trong tu hành nào có mang gông bao giờ. Ý tài như đám hung nôn, bị tai nhân quý tóm thâu cơ đồ. Quyền cao bằng lý đạo tâm, làm tái trình tuế mạng giống tại chùa. Châu xương tài sức không vừa, mắt mưu quan thánh phải theo phục mới tùng. Sư đồ tài phép không cùng, bị tai thuốc bảo gửi mà thế nhi. Thành đô tài gái bì, mắt tai quân bá thác thì ra phạm nào khác na trai. Còn làm lễ thì quá màng tiếc cương, trung thần là kiểu khác thường. Giáng thần vừa diệt thiên dương miểu thờ, tước quyền trịnh thị Nam Dương. Bị nàng hàng thị một giờ thác quan. Long Dương ở cõi hải gian, khi người thầy bói nên chàng giống thân. Quyền trang tam tạng tu cần, 81 nạn mà không lụy mình. Trịnh âm là đứa bạn tình, thời sao mắc phải thiên đình sự phân. Dân tiên mắc nạn mấy lần, ngày sau người đặng ăn rồng trì dân. Nguyệt Nga trinh tiết liều thân, gian nan xa kể trong gái nhiều bề. Sao nàng chánh hậu hoàng thế, trụng trinh tiết hành ai chê bao giờ. Lan tâm như mù di cơ, thác rồi tiếng để nhớ nhớ đời. Dầu ai có dối dối đời, trần gian không rõ Phật trời cùng hai. Trụ dương tối sắc mê say, nhà thương mất nước quân thần tàn qua. gái như nàng Võ Thị Lan, chê tiếng bóng quang sao nàng lại đuôi. Láng Châu vốn mơ thiệt là cùi, hết cơn đài đỏ sao ngồi báo ngôi. Vinh sang họ Tả chắn rồi, sao lại bị đuổi ra ngoài làm dân. Tu hành giữ lấy nghĩa nhân, mấy đời có đòi tổ tông của mình. Tham gian hùng ác bất minh, hết tai tới quả, hết tinh tới tà. Kể sao cho hết vậy mà kinh này nói tích ai dùng thời coi. Nam Mô A Di Đà. Kính thưa quý vị, băng thứ 2, cuốn thứ 7 đến ở đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị nghe tiếp băng 3 tiếp theo cuốn thứ 7 Sấm Giảng Người Đời của ông sư già Bán Khoa. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cửa trời mở rộng thinh thinh, trách lòng bá tánh không tình thác quan. Giảng này của Phật Tây Phan cho phùng đặng dài cứu an dương trần. Trao cho bá tánh giảng dân, giảng cộng tu niệm Tây phương an nhàn. Ai muốn làm tôi minh hoàng, chỉ công tu niệm quấn thần hiển vinh. Lầu đài vinh giải nghênh ngang, đi thời lại có lòng tàn phù che. Răng dạy ba tánh không nghe, nửa sao đừng trách khùng nghe khùng rầy. Ai muốn coi hỏi rồng mây, bền lòng tu niệm Phật bà rước đi. Phật tiên đâu có nói gì, thương người tu niệm xiết chi vui mừng. Ngồi trên mây bạc chín tầng, cảm thương hung mát như mắt chứng đọa đài. Tội kia thấu đến như thiên đình, sao không tu niệm ăn năn giữ mình. Không tu thì cũng mặc tình, Cản chi kiêu ngạo cho mình hao hơi. Giáo khuyên thản nói hết lời, ghét thái đứa dài dãi hoài không nghe. Thương người tôi niệm kiên già, nghèo nàn đói khổ biết nghe Phật trời. Phật sai tôi phải giáo truyền, nói cho hết tiếng hết hơi lại phiền. Nhà giàu nói nhiều tiền, nó đâu có kể có khiến thằng khùng. Cuộc đời nói chẳng có cùng, thương trong lê thứ biết chừng nào nguôi. Bây giờ nhiều kẻ tới lui, hết cơn vinh hiển thời tôi một mình. Nghĩ đời nhiều kẻ vô tình, mãi sao tôi lại tách mình đi xa. Thương thay bá sĩ vậy mà, bao giờ thương nhớ tớ xa thầy rồi. Chừng nào nhà nước phục hồi, thầy trò xung hiệp như chúa tôi vui vậy. Bây giờ tớ lại xa thầy, chừng nào thó bạc lối bài gặp nhau. Chư Phật biểu truyền cho mau, khuyên trong lễ thứ rủ nhau tu trì. Nói cho trai gái xét suy, cũng đừng thấy vậy khinh khi ấy mà làm. Muốn cho trùng hiếu vẹn toàn, nghe lời Phật nghe giải rõ ràng đâu sai. Tối nay là Phật hành hài, tôi chẳng có nài, ai muốn thì coi. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ nhì đến cuốn thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi buồn bắt mặt xem sao, Giáp Tý ớt sửu chuyện mau bây giờ. Bính dần đinh mão ngẩn ngơ, đến cơn bát loạn chạy qua giấy vàng. Kẻ đau người chết nhộn nhàng, muôn binh ngàn thú rộn ràng lăng xăng. Kẻ thời bị thu bắt ăn, người thời lại bị ấm binh chạy nhau. Đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Giặc thời tứ hướng vậy thì, nhiều nước dĩ kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngựa bốn phương. Mình như chỉ dẫn nghi tơ dương, chừng đó cầu nguyện Phật thương đẳng nào. Ác thú chật khắp lao sao, muôn binh di phủ không đường vô phương. Bốn cửa có bốn thiên dương, ở giữa thần tướng trung mương tung hoành. Ác thú lục phá tan tầm, tan quan quỷ quái chẳng còn lành đâu. Thấy chuyện hung dữ mà rầu, chứ Phật ngồi rầu biết liệu làm sao. Bởi vì chuyện ác muôn ngàn, Phật biết thế nào cứu kẻ hung hăng. Như không tu niệm ăn năn, ác là phải mắt cầm trong cõi trần. Mấy người tích đức tu thân, ông bà cha mẹ Phật thần rước lên. Tòa vàng ăn ở rừng bờm, khỏi lo lao lý dưới miền trần gian. Mấy đứa hung ác nghinh ngang, có tướng ngọc hoàng sai xuống bốn phan. Tuần trai khắp hết nẻo đàn, người nào đen bạc ngổ ngang bắt rầy. Sang quá sái lại bằng nay, hết xấu tới tốt mi hết giống tới tồn. Thế rằng nhỏ dài lớn khôn, người đời như cái áo kia khổ rồi. Chí công hầm đá hành dối, bền lòng tu niệm là tối Phật ấy trời. Cây khô tưới nước thành chồi, người sầu tướng Phật muôn sầu cùng thôi. Chừng nào chở lớn hết dối, Thời là Phật mới bỏ trôi người làm. Thú vật tu hỡi còn thành, người sao chẳng biết làm lành tôi thân. Mấy người ác đức bất nhân, không coi theo thú trao thân tu hành. Thú vật cải ác còn thành, người cứ làm lành vốn thiết Phật nhi. Nam mô hai chữ từ bi, cảm thương trần thế giải hoài không nghe. Gắn công tu niệm kiếm về, kéo mà đo kiếp nhộn thai cho đời. Tu niệm người của Phật trời, mừng cho nam nữ biết thời tôi thân. Đặng mà bao hiếu chi ân, phụ tử quân thần, cha mẹ Chúa tôi. Lung lăng như tết nát như chẳng rồi, xá cơ một như phút như nhánh chồi tan như quang. Lại thêm khổ hạnh muôn phần, người lành khác như thế ngọc ngà lười ly. Thánh hiền sách để còn ghi, sao không bán giữ mua lành như xưa. Trời còn sớm nắng tối mưa, người đời sớm thấy tối chưa biết nào. Dương trần đóng đảo lao sao, người ta thì ít như quỷ mái ồ ào. Bình dân tật bệnh xiết bao, tu hành thì khỏi hùng hào thời mang. Nói cho già trẻ đắng tàn, dáng mà tu niệm ngọc hoàng thứ dung. Bớt việc giữ việc hung, lối làm nhân đức việc hung mới đừng làm. Thời là mới đặng thánh nhàn, có thuyền bát nhã xây sang trước về. Bính dần đính mạo ổ, thần binh ác thú đề quê bốn phương. Đưa giữ chết rất chật đường, lớp đạo lớp chết sớm làng tan quang. Thấy nằm như thế làng khang, nhà giàu thì lại tan quang hơn nghèo. Việc đời coi cùng chéo leo lên lên núi xuống đèo, nào có nài chi. Xem trong vàng quốc vậy thì, dân Nam bạc đạo học thì hung quang. Minh tâm là sách hơn đàn, hiếu chỉ rõ ràng sao chẳng học coi. Lực Nam nghĩa lý hằng hồi, ơn cha nghĩa mẹ sự vua trung thần. Thiết là luân lý tứ ân, sao không coi đó sự phân lấy mình. Cứ theo ăn ở bát tình, tổ tông chẳng tưởng trái mình lại giống. Hạ quân đội già thái lòng, cho nên theo đạo bỏ mà tổ tân. Vì đoan nào biết Phật ấy thần, thấy đầu chê đó nên lắm nạn ấy sầu. Nước Nam như thể cái lầu, ngày sao các nước đâu đâu phục tùng. Kim phiến sao lại gây cùng, địa tiên đâu dám sánh cùng thiên tiên. Đời còn sao xuyến chưa, cho nên nhiều đứa ngựa nghiêng ấy hùng hào. Thân tôi khó biết giường nào, thương đời tỏ hết âm áo cho đời. Thân tôi còn ở trong trời, Phật sai nên phải đối lời giáo khuyên. Coi trần khí về Phật nghe tiếng, cứ theo dù dịp kêu dèm liền miên. Vô thần tuần giảng chết biên, ghi tội ghi phước nghe dưới miền trần gian. Mạng trần nghe sổ nạp một lần, thiên đình nổi nghĩ kháng tường hiền hung. Sổ kia soạn trước dân trung, tội nhiều phước ít khó dung cho trần. Truyền cho hỏi về ân cần, đòi hàng dư vị các lăng ấn hầu. Thất nương vào bái cúi đầu, lệnh vua cho triệu con vào chầu cha. Ngọc Hoàng lời nói phán ra, cha cho xuống dẹp gian tà trung ương. Như Lai cảm động lòng, sai tôi truyền dạy trung ương cho tường. Phật nà cảm động lòng thương, nói cho ai nấy muốn còn tôi thân. Mãi mà trời Phật như bố ân, xả bớt tội nọ thánh nhàn tâm thân. Phật trời mến kẻ trung trinh, Phật đâu có biểu bỏ tông như tổ mình. Thấy đời trần thế bất minh, buông lời khí dễ sầu bi trong lòng. Chư Phật lũy rồng rồng, trời cũng đóng lòng thương hại cho dân. Phật trời thương hết thế trần chẳng biết đền ân Phật trời. Lại còn khi về Phật trời, Phật cho bị đỏ cho đời sửa đoan. Kéo mà khi về nghênh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Kiêu ngạo còn nói nhiều bề, ông xứ này nữa đắng về Tây Phan. Còn mình mắt xuống suối vàng, có ông sư đó cứu an lo gì. Kiêu ngạo cười nói dân di, rủ nhau trâu chó vậy thì làm ăn. Trần gian lời tục nhau rằng, làm lành đâu có giữ trăm tuổi ngoài. Ăn trộm ăn cướp sống dai, chửi mắng nó hoài mà thấy chết đâu. Thấy đời nói túng mà giàu, chừng lúc đáo đầu thì ác biết nhau. Ngồi buồn nhớ Phật giàu, làm sao giải đặng cho mau mà về. Thương thay cõi hạ trần mê, kẻ còn kẻ mất người đời khói tu. Bởi mình tánh ở nghênh ngang, thấy ai tu niệm lại còn cười chê. Ngạo cười dướng khổ nhiều bề, mặc tình bá tánh chợ quê luận bàn. Thấy ai đối khó cơ hàng, thời lái chẳng màng bỏ xó khinh khi. Cho người điều đó phương phi, dù giọng cậu gì chú thiếm lăng xăng. Thấy người tàn tật xin ăn, chẳng ai chào hỏi rằng ông hay thầy. Thấy đời khiến giả sầu bi, dòng dù xe ngựa dãy đầy nghênh ngang. lại thêm trà dương sinh soàn, mãi sao lâm bình hơn nghi tàn tật nghi kia. Bây giờ như khóa không chìa, đến chừng lập hỏi khóa chìa đủ đôi. Tu niệm nhiều kẻ thả trôi, ăn trộm ăn cướp sao không thôi dùm. Bây giờ tối lại hết khùng, chứng điên quá lại bệnh khùng hết đi. Điên khùng thì rất lạ kỳ, chẳng biết điên gì mà Phật sầu biết. Thấy trần thế sự nạn nguy, cho nên Phật khuyến tôi thì phải điên. Khuyên trong nam như nữ đừng phiền, cũng đừng dấu của dấu tiền làm chi. Nhiều đất nhiều ruộng như vậy thì xứ dần thì lại sầu bi rất nhiều. Giáp Tý chưa có bao nhiêu, qua năm mất rượu bình đã đối nhiều. Nó mai rồi lại đối chiều, giàu nãy mai lại nghèo nhiều rất đa. Nghèo mà biết niệm Di Đà, hơn giàu dưới của đế mà cho dai. Nửa sao như thể ăn mày, đi thời mang cuốc mang cài một bên. Phú quý mà chẳng có bền, chưa từng cực khổ có nên đâu là. Cho dai gạo quỷ tiền má, lấy lời thập bội đem ra cúng chùa. Đến đâu nói nịnh nói lùa, lường công của thế quê mùa hàng gì. Đôi lòng phải ráng mà đi, công làm thì có tiền thì vốn không. Thấy đời lường gạt như nào nồng, cứ lo chắc một tôi hành thời không. Có đau niệm Phật như dông, hết cơn bệnh hoạn thì không tu trì. Nam mô ai chữ từ bi, Phật trời sai khiến phải đi cứu trần. Gặp trong thiên hạ giảng dân, ít ai có tượng Phật thần ra chi. nào khi lâm lụy cơ nguy, mô trời mô Phật mô nơi thánh thần. Hết rồi thì lại phủi ân, chẳng biết niệm Phật giáng thần làm sao. Lại thêm hồn ẩu hùng hào, mắng nhiếc trời Phật biết bao nhiêu lần. Lại thêm chửi thánh ơi rủa thần, cho nên mắc phải chúng thân đói đày. Thảo cha ngày Chúa xưa nay, dầu mà có thác miễu son tác thờ. Xem trong các chuyện các thơ, nịnh thần thác có miễu thờ ở đâu. Thác thời rơi cổ đứt đầu, pháp trường chạm thu chẳng lâu ai chẳng chày. Điên này điên Phật điên ai thầy, chẳng sợ ai rầy nên nói cùng nhây. Mặc tình nam nữ đông tây, ai tin thì sớm coi ngay hai khùng. Trẻ già ai có muốn dùng, chép ra mà gài phước chúng một nhà. Nguyện cầu vững đã hoàng gia, nam trào thánh trị minh hoàng thánh dương. Các nước chư quốc khiêm nhường, minh dương trị nước như đường cao tông. Nam chào Phật ngự rất đông, vua lên chánh điện Lê Dân Thái Bình. Bây giờ bốn phía chiến chinh, trách lòng bá tánh không tin Phật ấy trời. Cứ lo bé nàng như trống trời, chừng nào gái nàng ôi thôi xa trần. Xem đi xét lại mấy lần, bây giờ tỏ hết cho trần hạ nghe. Một cây chống chẳng nổi bè, một người chèo chẳng nổi ghé chài mười. Người đời như trái chín mùi, mắt tình già trẻ đến lui hai đường. Đời đà như chỉ treo chuông, cho nên Phật khiến chuyện buồn cho tôi. Tôi buồn bốn phía không mang, kẻ giữ hết tám người hiền còn hai. Đế dương còn ẩn non đài, Phật sai tôi dạy hôm mai dưới trần. Khuyên hết ba tánh vạn dân, xin bớt hung dữ tu thân cõi đời. Tôi ra khuyên giáo hết lời, không nghe thời lái mắt dài lao đau. Gặp thời khổ biết chừng nào, hiền từ không có hùng hào thì đông. Trung mương ất sửu có giống, hiền từ Phật độ cũng không lụy mình. Nghênh ngang nghi tánh ở bất bình, có tướng thiên đình làm bính hải kinh. Nghênh ngang khi dễ thiên đình, cho nên Ngọc Như Đế buồn tình thở than. Mới sai tướng xuống trần gian, răng đồ hung mát chẳng án đêm ngày. Dương trần đâu có rõ hay, tôi thương trần thế tỏ bài thì chung. Thiện nam tính nữ hai cùng, tôi đây không phải là khùng ở đâu. Chừng nào dưới thế hết trâu, biển đông hết cá thì tôi hết khùng. Thương thay bá sĩ lòng trung, chê cười mặt thế khùng không ai lòng buồn. Chừng nào nước chảy đông nguồn, một thầy ba tới hết tuồng lao đau. Đất gò sóng bủa lao sao, điền đồng có mọc như hào hoa tiên. Thương là thương kẻ thảo hiền, ghét đứa hung mát lòng phiền lắm thay. Kinh này ai có công dày, biên ra trường lại hai ơn cũng chùa. Ở đời đừng có tranh đua, phải giá thì bán thì mua đừng rầy. Giảng này Phật biểu ơi truyền dài, thấy trong cuộc nghe thấy đời này nghênh ngang. Cho nên Phật biểu lui toàn, như trong ba tánh tinh thời ghi coi. Đèn lòng một ngọn không soi, màng lo cuộc thế quên coi chuyện nhà. Nam mô Đức Phật Di Đà, cứu người tu niệm gian tà bỏ đi. Thấy đời rối khó chẳng gì, ngáo cười chẳng kể sầu bi cho người. Tôi không dám nói tôi cười, cười trời cười Phật cho người nghinh ngang. Chừng nào Thánh Chúa bước sang, người hiền trốn núp nghinh ngang ra tài. Lòng đại có đổi có cái, gươm trần cầm lấy cho tài nghinh ngang. Bây giờ sang thiệt rất sang, soi hán mạch nước như thế gian ơi đời này. Đến chừng gặp hội rồng mây, khác thể cao bầy hồi thoát nhà thương. Cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, chờ chó bủa lưới chạy ngay miệng hầm. Đời này như nước cờ cùng, nói cho già trẻ giữ gìn tôi thân. Xem qua xét lại mấy lần, cớ trời định chắc không làm bớ dân. Ráng mà làm phước làm nhân, cầu trời khấn Phật tổ tông đặng bền. Cứu quyền thất tổ đừng quên, vua hướng bát nước chẳng nên sai lầm. Ai mà giữ đặng nhất tâm, cùng như ngọc báo để cầm trong tay. Cũng đừng chế lạc chế chai, muối dưa đạm bạc vỡ hai chớ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Cuốn thứ ba đến đây tạm dừng. Kính mời chư quý vị nghe tiếp băng thứ hai. Trân trọng kính mời. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị, đây là băng thứ hai tiếp theo quyển Sấm Giảng Người Đời của ông sư dạy Bán Khoai, tức phẩm 11 hồi. Vậy trân trọng kính mời chư quý vị cùng theo dõi tiếp. Tiếp theo cuốn thứ ba. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng đừng chê lạc chê chai, muối dưa đàm bạc vỡ hai chớ này. Cũng đừng như phủ bắp như chê khoai, đến khi khổ ngặt nghe lấy chi đỡ lòng. Rau lan bông súng cũng xong, xin có đỡ lòng khỏi đói thì thôi. Chừng nào Chúa Thánh lên ngôi, trên vua ấm máu dưới tôi no lòng. Bây giờ còn hỡi lòng đông, phải sao chịu dậy cho xong mỏi bề. Tôi khuyên hết thải chở quê, ráng mà tu niệm chớ hề nghênh ngang. Ra công kinh tạ lưu tròn, cúng bằng đi cúng bạc ngàn bạc muôn. Đừng ham hát bộ cải lương, để sao coi hát của Dương Minh Hoàng. Cải lương là thói điếm đàn, hát bộ diệu sớm diệu làng xưa nay. Nên các việc tỏ bài, tôi không có ép có ai này chi ai. Thương thay ông lão bán khoai, lên non xuống núi hôm mai dãi đời. Thân sao nay đổi mai dời, sớm kia làng nó khổ thôi thân vàng. Nam mô Đức Phật Di Đà, khiến người trở lại tháo dây của người. Bạc bài đâu xứng vàng mười, hiền lương đâu xứng với người hung hăng. Khùng như sự dại ai bằng, khốn như bờm bãi nhiều thằng mang gông. Lời khuyên khắp hết Tây Đông, chừng nào hết cả dưới sông hết đời. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ 3, tiếp theo đến cuốn thứ 4. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quan lục thập nhất niên, thầy Đà về cõi Tây phương ẩn mình. Ất Sửu phiên quốc chiến chinh, qua năm Đinh Mão Nam Đình giao ngôi. Hàm nghi thất quốc thương ngôi, qua nơi Tây Bắc lánh dòng gian nan. Các vị quan trấn thở than, lên non ấn sĩ cho an một bề. Tiên hoàng minh chúa ơi, cảm thương Lê Thứ dòng vàng nan. Tiên dương vào chốn Phật đường, bạch cùng Phật tổ sự duyên cho tường. Thích Ca nghe tấu khá thương, nói cùng mình để hớn dương mạng rồi. Phật còn chưa đặng thánh thôi, bị đài giữ lúa uống gì để dương. Mình nhớ hồi lúc Minh Dương, liền quỳ đánh lễ Phật trời tôi thân. Thích Ca mới hỏi ân cần, kể sao hoàng đế tu thân làm gì. Minh Dương nghe bạch Phật một khi, Nam trào mất nước tại thì nơi tôi. Bây giờ tôi biết lỗi rồi, quy cùng Phật cho tôi nói đời. Thích Ca nghe nói thương ngôi, Minh Dương biết lỗi nước thôi mất rồi. Nếu mà như muốn phục mãi hồi, phải lo tu niệm dễ thời mới an. Minh Dương nước mắt chứa chan, cúi đầu lại Phật mình vàng. Thích Ca chư Phật xem thấy lụy xa, cảm thương Nam Quốc con xa cha rồi. Nói cùng Minh Đế thương ôi, thất thập niên mới lập mấy đời như xưa. Minh Dương nước mắt như mưa, cảm thương lê thứ thế xô nặng nề. Chờ cho Nam Quốc phục hồi, lao đao khổ hải chiến tranh bốn bề. Thương thái trần hạ ổi, biết làm sao đặng phủ về Lê Dân. Như Lai lời mới tỏ phân, muốn cho ba tánh vàng dân tu trì. Thời là phải cậy người đi, giao truyền ba tánh đều thì thiện nhân. Cứ lo những việc thảo hiền, bán giữ mua lành tai họa khỏi mang. Minh Dương nghe Phật giải tròn, lụy nhỏ hai hàng chẳng biết kể ai. Như Lai Phật tổ Thích Ca, ngự tại non đòi Phật Quán Âm. truyền cho đạo sĩ chư tăng, giả người dương thế giáo khuyên cõi trần. Quan âm đạo sĩ giả dân, nhưng lời Phật dạy lành phần giáo khuyên. Những người tàn tật khùng điên, kêu trời kêu Phật thần tiếng động lòng. Thất nương lập hỏi công đồng, chư thần tuần giảng bốn phương cõi trần. Đều vào đảnh lễ Quán Âm, đạo sĩ hỏi rằng chư vị chầu chi. Chư thần thất vị đều quỳ, trần gian hung mát chẳng vì thần tiên. Cứ theo mắng Phật chửi trời, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Quan Âm nghe tấu phân rằng, chúng sanh dài lắm lỗi lầm nhiều khi, cho nên mình để sầu bi quy cùng Phật cứu rài chúng sanh. Như Lai Phật giải đành rành, giải bảo trần thế kết dành thiên doanh. Chư vị xin chớ giả hờn, để tôi răng dạy thiệt hơn chói trần. Chư thần nghe dạy ân cần, lui về cung điện như thế trần tuần xem. Thấy trong bá tánh còn thêm, lên tấu ngọc đế đặng coi thế nào. Ngọc hoàng ngự tại điện trào, truyền cho chư vị bước vào thành trung. Hỏi rằng trong cõi trung ương, vạn dân thiên hạ hiền hung thế nào. Chư thần tâu hết ấm ao, tâu qua ngọc đế thấp mi cao cho tường. Cõi trần nhiều đứa hùng cường, khinh khi trời Phật chẳng nhường thần tiên. Kêu ôm rùa dịch liền liền, cho nên tôi đến án tiền quỳ tâu. Ngọc hoàng ngữ giữa điện chầu, sai thần ôn dịch xuống miền trần gian. Lại sai trong hội ngũ hành, rải nhiều thứ trái chẳng lành cho dân. Năm ông dội giả tỏ phân, tâu qua Phật tổ cứu dân tai nạn. Thích Ca chưa có tỏ tường, cớ sao chư vị tầm đường Tây phương. Năm ông bạch lại Phật tường, ngọc hoàng lĩnh giải ngũ phương xuống trần. Hai cõi trung mương dân dân, cho nên tôi mới tố trần Phật hai. Thích Ca lụy ứa châu mài, thương thái trần thế mắt dài tai ương. Mau mau kiếp tới tòa chương, tàu qua ngọc để xin thương ấy cõi trần. Lẽ nào sai giết hết dân, thứ dùng cho nó tu thân nó nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai lý tình một giờ ra đi. Đời sang thất nhị nương nương, vào chầu ngọc như bệ cho ta phân tường. Thất nghi nương nghi vào tái ngọc đường, sắc linh ngọc đế bài tường thấy chúng. Hạ quân nay đã muốn cùng, hai kẻ chẳng kể thiên cung vậy mà. Ai mà kính trọng mẹ cha, biết kiên trời Phật chữa ra chẳng hành. Phật xin cho kẻ chúng sanh, cứ giữ việc lành hơn lập ám dân. Bên lòng niệm chữ từ bi, nửa sao có Phật dắt đi tòa vàng. Bấy lâu Phật ở xa ngàn, bây giờ có Phật như bước sang Nam trào. Người đời như thể chim bao, thay hồn đổi xác như biết bao nhiêu ngày. Phật còn giả kẻ mài, ai mà biết đặng nghĩa lẽ này thiết hơn. Ông thời giá giả giả điên, ông thời giá kẻ tật nguyền biết đâu. Thấy nghèo ăn hiếp khinh khi, cho nên mắc phải chịu dài tai ương. Tật nguyện này thì khá thương, xin cho bù trì các chú thợ quê. Thấy nghèo nhiều đứa yêu mê, quyền cao chức nghe lớn nào hề biết nghe chi. Thầy ai tu tánh tu nghi, sang giàu kiêu ngạo khinh khi chê cười. Có tiền sao giải nhiều bề, phước đâu ai để mà mình có ăn. Nào là phước của cao tăng, tu nhân tích đức để hằng cháu con. cứu quyền nãy đã về non, cháu con giàu có bỏ mòn Phật tiếng. Mãn lo lớn chức cao quyền, cho nên bỏ hết chẳng kiên Phật trời. Lại thêm khi dễ nhiều lời, khi Phật nghe chế trời nhiều nỗi thiết tha. Chư Phật lụy trang hòa, thương thái trần thế lại mà quan âm. Dạy bảo trần thế kẻo lầm, sướng dần xuất thánh lo cần binh cơ. Bính dần thấy diệt ngần ngơ, qua năm đinh mạo ngẩn ngơ một hồi. Chồng Nam vợ Bắc dân ôi, nói cho trần hạ dữ thôi kẻo lầm. Ai mà thiền niệm nhất tâm, tu nhân tích như đức khỏi lầm tai ương. Phật còn chẳng đăng thánh thôi, huống chi trần hạ mãn nổi gì. Hết đây đến nước Dị Kỳ, vô dành thiên hạ vậy thì chẳng an. Đến đâu pha gối xóm làng, dụ dân đoạt của Đại Nam tiền trào. Cuộc đời khổ hay biết bao, Phật sai đạo sĩ truyền rao dân tường. Như ai muốn ở thiên đường, đừng đạo quỷ dương ấy làm gì. Như mê theo đạo Dĩ Kỳ, thời mà phải bỏ vậy thì tổ tông. Người đời phải xét cân phân, theo đạo nước khác nghe có công danh gì. Người Nam theo đạo Dĩ Kỳ, công hầu chi đó bỏ thì ông cha. Thân thác chẳng đặng làm ma, hồn khôn thiên cầu ăn màng còn chi. Thân thác thiệt rất thảm sầu, bụng đầu mổ hết đôi còn món chi. Nói thôi trong giả sầu bi, người đời ít kẻ xét suy cuộc trần. Không coi mấy gì thánh thần, chung quân ai quốc, nhân dân ai miễu thờ. Hơn đường tạc để bây giờ, mấy lăng quan cựu trớ trớ đời này. Long xuyên tiền nhắm còn ghi, Long thuận trưởng lý miễu lăng còn thờ. Hà tiếng hùng giọng dễ cơ, tứ trận mà thác miếu thờ tạc danh. Địa đầu là xứ Bắc Thành, quan thượng tả trần miếu ấy tốt thay. Chớ nay nhiều sự dĩ kỳ, làm quan tứ trận miếu thờ ở đâu. Người đời phải xét cao sâu, Việt Nam tiền hơn sao giàu cùng sang. Đến chừng gặp Chúa Minh Hoàng, làm sao về đặng hướng đàn cho xong. Cũng như chìm mắt trong lòng, có ai gỡ khỏi cho xong mới mà về. Các nước dây phủ tứ bề, Phật cùng chư vị nào hề rành đâu. Minh Hoàng ngữ tại Nam Lầu, Phật cùng chư vị lo thôi phép thần. Phi đao bửu kiếm rất đông, chuyên đề thâu hết cứu trần gian nan. Qua lửa nó đốt muôn ngàn, hồ lô Phật tổ đổ tràn nước ra. Núi dân bao khắp người ta, có ông Di Lạc thôi mà non cao. Nước dưng lục đến đọt xào, có ông Yết Đế thâu máu thủy triều. Bàn môn thả thú rất nhiều, kỳ lắng sư tử lại nhiều thú hung. Văn thù tay chấp thần cung, quê quán cầm kéo trừ trùng độc tan. Bàn môn diệu thuật đã đoan, quá lửa nó đốt muôn ngàn người ta. Quan Âm Nam Hải bước sang, tình bình thâu hết mới an tai nàng. Thôi ba tài trí đã đoan, thiên la địa dòng búa tràng tứ phương. Di Đà tay chấp thân thương, đánh giá một cái tan tành còn chi đào lưới diệu thuật nghi rất kỳ quá ra muôn thú ai bị đặng đâu thú sao tài phép lại lùng quá phép quá lửa khó thay chối đời nó quá nhiều phép kỳ tài lửa cháy nước ngập rớt nên thảm sầu chứ thằng xem thấy lắc đầu trừ sao cho đặng lên cầu thích ca Phật tổ thôi mới phán ra sai ông hộ pháp bắt mà hú yêu đào lưới phép nó rất nhiều quá bình quá tướng như diều rất đông Phật tổ ngữ tại dân trung sai tề thiên xuống nghi thâu tan tướng diệu đào lưới tài phép đủ điều quá gác thú thật nhiều rất nhiều hung ma phép tài biến quá vô cùng tu hành thì khỏi làm hung đâu còn chuyến này cha mẹ là con tân mùi khổ hại hỡi còn thôn vốn nhắm thân chưa đặng chỉnh tề đến năm quý dầu hấn nghi trao bình an thiên đường địa ngục hiệp sang trùng mường tam giới xế sáng phỉ tình nói cho ba tánh làm tin đừng mê đạo khác mà quên an định đến chừng gặp hội bình minh gươm nào tội nấy chớ tình thở than nói cho ba tánh đặng tàn chừng nào đến giảng giá hoàng biết nhau bấy lâu nói trước mà sao bây giờ nói chuyện mau mau tới rồi như ai mà có nghi ngờ tôi thề chứng có Phật trời nào sai Nam Mô Đức Phật Như Lai tôi chẳng có này ai muốn thời nghe đinh màu thứ nhất hẳn hồi có tàu đông hơn Phật bà xét coi thập điện dở nẻo hẳn hồi dân thù treo lưới buồm lèo xê sang mấy người tôi niệm đặng an kẻ làm ác có ai còn ở đâu. Phật bà xem thấy lụy châu, biết làm sao đặng cứu dài hung hăng. Ai mà tu niệm ăn năn, thấy kinh ráng chép cùng bằng tu non. Ai muốn cho đặng vuông tròn, chép truyền phước để bia son đời đời. Dài thôi nay đã hết lời, ra công chép lấy để đời mà coi. Phật biểu lưu truyền hẳn hồi, ai ngồi đặt đẳng nên đời bỏ qua. Nói cùng nam nữ trẻ già, ai chép truyền đẳng phước bằng non cao. Nếu ai mà chẳng tin lòng, nửa sao lại bị âm binh hải dài. Quê lưu nào nại công lao, khuyên trong nam nữ đừng sao tấm lòng. Cũng đừng lánh đục tầm trong, xả thân cầu đạo tham dính ơi làm gì. Bạc đâu ai lại sánh với chì, vàng đâu có lộn với thao cùng kỳ. Làm người phải xét phải suy, bạc cho ai đổi sắc chi làm chi. Tu hành như ngọc lưu ly, sang giàu ác đức như chì gắn câu. Rủi tay đứt xuống áo sâu, lũng vào đáy biển biết đâu mà tìm. Phật trời nói chẳng sai lầm, tu nhân như ngọc báo cầm trên tay. Ác nhân như thể dép dài, nói cho nam nữ xét dài mà coi. Thân tôi ở một cái chòi, cùng như ngọc chiếu sáng soi khắp ngàn. Chừng như nào bãi núi thành vàng, thì là mới đặng thanh nhàn tấm thân. Cực lòng nói hết đông tây, nhân dân sao chẳng xét đời mà coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hết cuốn thứ tư, tiếp theo đến cuốn thứ năm. Nam mô A Di Đà Phật. Thương thay trần hai đời nay, trời đà mới hồi khổ thay nhiều bề. Các nơi chư quốc nhổ ai, bốn phương khổ hải nhiều bề khó. Nhân dân đều mắc tai nạn, đối đạo khổ hải rộn ràng trái ban. Giáp Tý chưa mấy tai nạn, sưu dần đã bình lại còn đại binh. Tháng ba mùng chín xuất binh, ngài rằm xuất tướng dạy binh phép màu. Đến đâu đã nổ súng chay, nói cho già trẻ gái trai hãy mừng. Ất sửu này xuất tướng trung, bính dần nhiều bậc anh hùng ai đương. Đinh Mão thôi nhật quay cường, thiệt tướng tiền đường khôi phục đế dương. Ất sửu ác thú lộ trương, ẩn mình rừng rậm chưa ra chán trường. Chừng ngày nào ác thú quỷ dương, quả lửa nó đốt mới trường ra đi. Nói cho dài trẻ lo, mình dương khôi phục hớn châu phong thần. Giang mài tôi niệm mân cần, đắng mà coi hội long dân trên trời. Ở trên mây bạc vừa dời tiêu thiều, ca tướng nghe khác như nào trường ngang. Giao cho bá tánh đặng tường, kinh này rốt việc rốt đời bớ dân. Lần đần chẳng biết mấy lần, nhân dân khổ hại thương ôi cho trần. Truyền giao chẳng biết mấy lần, thương đời trần hạ muôn phần lao đau. Nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cám thương trần hạ lăng xăng, mắt trong nước lửa biết đường là đâu. Thứ lửa nói bay lên cao, đến đầu cháy đó chỗ nào cùng tiêu. Thương thay ung không giữ chắc chiêu, bị loài thú dữ mất như tiêu xác hồn. Ác nhân tánh mạng bất tồn, tu hành khác thể như bồn qua tiêu.